Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em, kính thưa quý vị và anh chị em. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2020 thì Tòa Giám mục Đà Lạt có một cái thư ngõ kêu gọi cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong cùng một đức tin. Quang Hải xin mạn phép đọc cái thư này. Tòa Giám mục Giáo phận Đà Lạt số 9 Nguyễn Thái Học, phường 1, thành phố Đà Lạt. Thư ngõ kêu gọi cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong cùng một đức tin. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà, anh chị em giáo dân trong gia đình giáo phận. Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, thời gian qua trong giáo phận Đà Lạt chúng ta xảy ra một số những xáo trộn nghiêm trọng trong đời sống đức tin của người tín hữu. Do những video clip của nhóm trừ quỷ Bảo Lộc, mệnh danh là Tiếng Nói Sự Thật, với nhiều sai lạc trầm trọng về mặc khải và giáo lý đức tin, như đã được cẩn thận nêu lên trong các thông cáo và thư mục vụ của Tòa Giám mục. Vào các ngày 6 tháng 6, ngày 14 tháng 9 và ngày 7 tháng 10 năm 2020. Thứ hai, sự việc trở nên nghiêm trọng và nguy hiểm hơn nữa cho đức tin của người tín hữu khi cha Đa Minh Nguyễn Chu Truyền đã tự ý rời khỏi đan viện Châu Sơn ngày 30 tháng 10 năm 2020 để đến ở nhà mà nhóm gọi là nhà Chúa Cha, do anh chị Quảng Thương xây dựng, và cha Đa Minh công khai tuyên bố quyết định dứt khoát vâng theo ý Chúa Cha qua chị Thương chứ không tuân phục giám mục bản quyền. Thứ ba, cha Đa Minh cho biết chị Thương truyền ý Chúa Cha là từ nay cha Đa Minh đặt tay chữa lành và trừ quỷ mà không phải xin phép giám mục nữa, và coi đó là ơn đặc biệt Chúa ban riêng cho cha Đa Minh, không nằm trong chức thánh linh mục. Thứ tư, đứng trước những sai lạc và thái độ nghiêm trọng như vậy của nhóm trừ quỷ Bảo Lộc, qua thư ngõ này, tôi tha thiết kêu mời mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Đà Lạt, từ quý cha, quý cộng đoàn tu sĩ nam nữ đến quý giáo xứ, các đoàn thể đạo đức, các gia đình trong toàn giáo phận, một lòng một ý cùng với tôi làm tuần của Nhật kể từ Chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2020 để cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong cùng một đức tin tông truyền. Như ước nguyện thiết tha của chính Chúa Giêsu trong lời nguyện hiến tế, xin cho chúng được hoàn toàn nên một. Gioan chương 17 câu 21 đến câu 23. Xin cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả quý ông bà anh chị em. Xin cũng cầu nguyện cho tôi, Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục giáo phận Đà Lạt. Kính thưa quý vị và anh chị em, quý vị và anh chị em vừa nghe qua thư ngõ kêu gọi cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong cùng một đức tin. Vì vậy, chúng ta cũng hiệp thông với giáo phận Đà Lạt, chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp nhất này. Kính thưa quý vị và anh chị em, một vài thông tin Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em để quý vị và anh chị em biết được một số tình hình lúc này tại giáo phận Đà Lạt. Và quý vị đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải để có thể nhận được những video mới nhất. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.